Hôm nay Vườn Ươm Hải Đăng muốn giới thiệu với các bạn một giống chuối mới với cái mức đầu tư không cao nhưng mà cũng cho cái hiệu quả kinh tế khá là đạt, đó là giống chuối Tiêu Hồng. Với cái quy cách của chuối Tiêu Hồng thì được đóng trong thùng xốp, mỗi thùng 100 cây, cây có chiều cao từ 7 đến 10 cm. Về cái giá trị thì cây chuối Tiêu Hồng có chu kỳ kinh tế ngắn, mức đầu tư không cao, kỹ thuật không phức tạp. So với các cây trồng khác thì toàn bộ sản phẩm của chuối đều có thể làm lương thực, thực phẩm, thức ăn cho gia súc. Bên cạnh đó thì thị trường tiêu thụ chuối ngày càng mở rộng cho sản phẩm tươi và chế biến. Vì vậy trồng chuối sẽ đem lại hiệu quả cao cho người sản xuất. Chuối Tiêu Hồng thì được trồng trên đất phù sa, đất thịt nhẹ, những loại đất có độ hồng, độ xốp tốt, thoát và giữ nước từ 1,2 đến 1,5 đến 2%, tầng dày hơn 60 cm, độ pH từ 6 đến 7,5. Về đặc điểm của cây giống chuối Tiêu Hồng, cây giống được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô thì có đặc điểm là cây sạch bệnh, có sức sinh trưởng mạnh, cây ít nhiễm bệnh do không bị các vết thương cơ giới khi đánh cây con, mà đây là một trong những nguyên nhân lây nhiễm bệnh. Cánh đồng chuối cho thu hoạch tập trung, năng suất cao hơn từ 10 đến 20% so với trồng bằng chồi, quả đồng đều, ít các vết bệnh. Về thời vụ trồng thì chúng ta trồng vào thời điểm tháng 8, 9, tháng 10, vụ xuân tháng 2, tháng 3. Sau khi trồng thì chúng ta cần ủ rác vào các cây và tưới giữ ẩm để cây mau bén rễ. Mật độ trồng khác nhau tùy thuộc vào đất đai, điều kiện khí hậu, giống, phương thức trồng, trình độ thâm canh, khả năng lao động và chu kỳ kinh doanh của nhà vườn. Với điều kiện ở đồng bằng, mật độ trồng thích hợp là 1,8 x 1,8 m, tương đương 3.500 cây trên hecta. Ở đất trồng được cày sâu không đạt 40 đến 50 cm, bừa và làm sạch cỏ dại, có thể tiến hành trồng cây cải tạo và phục hồi dinh dưỡng bằng các cây phân xanh cũng như các cây giữ ẩm chống xói mòn. Chúng ta đào hố trước khi trồng khoảng 1 tháng. Hố có kích thước là rộng 40 cm, dài 40, sâu 30 x 40. Sau khi đào hố, chúng ta tiến hành bón lót cây với lượng phân cho mỗi hố như sau: 10 kg phân chuồng cộng 0,2 kg Spelun, 0,1 kg kali. Phân được trộn đều với lớp đất mặt, sau đó lấp hố lại sao cho mặt hố sâu hơn mặt đất 5 đến 10 cm. Cây chuối cấy mô được đóng trong những túi bầu, vì vậy khi trồng chúng ta cần xé bỏ bầu ươm. Chú ý nhất là không được làm vỡ bầu cây. Đặt cây vào hố đã được đào sẵn, sau đó lấp đất cao hơn mặt bầu 2 đến 3 cm. Đất lấp phải cao hơn mặt ruộng để tránh nước đọng ở hố trồng. Chúng ta cần cung cấp đủ nước cho cây, nhất là trong mùa khô khi quả đang lớn và lúc quả sắp chín. Phòng trừ cỏ dại, phủ gốc bằng cỏ rác, cây phân xanh để hạn chế cỏ dại. Về vườn chuối thì chúng ta cần được thường xuyên chăm sóc, đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt, sớm ra hoa và đạt năng suất cao. Thời gian hạn thì ít mưa, cần phải tưới, đặc biệt chú ý giai đoạn khi cây phân hóa hoa đến khi quả. Nhu cầu dinh dưỡng của chuối thì khá cao, đặc biệt là phân kali, đạm là yếu tố ảnh hưởng rất lớn không chỉ đến thời gian sinh trưởng, năng suất quả mà cả đến phẩm chất, khả năng vận chuyển, cất giữ quả. Trên đây Vườn Ươm Hải Đăng vừa giới thiệu với các bạn về đặc điểm cũng như là giá trị kinh tế của cây chuối Tiêu Hồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.